Thưa quý vị, theo trang đất việt.com, CEO công ty cổ phần Đại Nam hiện đang đối mặt với tố tụng hình sự. CEO công ty cổ phần Đại Nam hiện đang đối mặt với tố tụng hình sự từ các cáo buộc livestream thóa mạ nhiều nghệ sĩ, luật sư, nhà báo, nhà tu hành và cả người đã khuất. Theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2017, quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân như sau. Thứ nhất, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thứ hai, phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Phải chăng đây là hệ lụy của dịch giả khi thời gian giãn cách kéo dài buộc phải dừng các hoạt động vui chơi giải trí dẫn đến lạc cảnh Đại Nam văn hiến, đóng băng nguồn thu, đưa đến khủng hoảng tâm lý, khiến cho CEO của công ty cổ phần Đại Nam phải dùng đến livestream như là một cách để xả xì chết. CEO là chữ viết tắt của Chief Executive Officer, là giám đốc điều hành, một trong những chức vụ cao nhất của doanh nghiệp. Là người đứng đầu của một doanh nghiệp, các CEO chịu trách nhiệm quyết định sự thành bại của tổ chức bằng việc đưa ra các quyết định cấp cao. Có thể nói, CEO là kim chỉ nam, là ngọn hải đăng dẫn đường cho hoạt động của doanh nghiệp. Ngồi ở vị trí cao nhất, họ có thể cảm nhận được vị ngọt của thành công khi doanh nghiệp mà ông bà lãnh đạo có tỷ lệ mức độ hài lòng của nhân sự luôn ở mức cao ngất ngưỡng, tỷ lệ thuận với doanh thu và uy tín của thương hiệu trong lòng khách hàng. Tuy nhiên, vị trí này cũng sẽ là nạn nhân của các cơn trầm cảm khi một mình hứng chịu dư luận của truyền thông, sự phản đối của cổ đông và hàng tá các phản hồi của khách hàng. Lý thuyết quản trị kinh doanh cho biết, giám đốc điều hành cùng với giám đốc kinh doanh CCO, Chief Customer Officer, giám đốc tài chính CFO, Chief Financial Officer, giám đốc sản xuất CPO, Chief Production Officer và giám đốc marketing truyền thông thương hiệu CMO, Chief Marketing Officer, đề ra và thực hiện các chiến lược ngắn hạn và dài hạn để tạo nên hệ sinh thái vững chắc. Từ đó, các chỉ số về doanh thu, lợi thế cạnh tranh, giá trị thương hiệu, tỷ lệ chuyển đổi và mức độ hài lòng của khách hàng v.v. sẽ không ngừng được cải thiện. Hơn thế, văn hóa doanh nghiệp cũng chính là tính cách, là cốt cách của doanh nghiệp đó. Nói cách khác, CEO luôn là người đặt ra bộ quy tắc ứng xử giữa các nhân viên với lãnh đạo và giữa các nhân viên với nhau dựa trên chuẩn mực về nét tính cách chung mang tên là văn hóa công ty. Và suy cho cùng, văn hóa công ty chính là kỳ vọng tươi sáng được đúc kết sau nhiều năm chinh chiến trên nhiều thương trường của CEO. Điều này liên quan trực tiếp đến mục tiêu, sứ mệnh, chặng đường lâu dài của doanh nghiệp. Chiều ngày 18 tháng 10, cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc bà Nguyễn Phương Hằng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Theo đó, ngày 17 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng 50 tuổi, ngụ tại quận Nhất, sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội để livestream cho biết, trong buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên vào ngày 16 tháng 10 năm 2021 tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, bà bị ông Yên và 4 luật sư đi cùng hành hung. Về việc này, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin như sau. Cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh phòng cảnh sát hình sự PC02 đang điều tra xác minh đơn của bà Hằng tố giác ông Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra nhận thấy có một số mâu thuẫn giữa người tố giác và người bị tố giác, do đó cơ quan điều tra đã trao đổi kiểm sát viên tiến hành đối chất theo luật định. Quá trình tham gia đối chất vào lúc 9 giờ ngày 16 tháng 10 tại trụ sở phòng PC02, có 2 điều tra viên và 1 cán bộ điều tra của phòng PC02 chủ trì tổ chức đối chất giữa người tố giác là bà Hằng cùng với luật sư Hồ Nguyên Lễ và phía người bị tố giác là ông Yên cùng với 4 luật sư Lê Thành Kính, Trần Thị Ngân Hà, Võ Thị Thu Trang, Nguyễn Minh Hưng. Trong suốt thời gian của buổi đối chất, cơ quan điều tra đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát hành hung giữa ông Yên và các luật sư với bà Hằng. Lúc 10 giờ ngày 18 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc với bà Hằng cùng với luật sư Hồ Nguyên Lễ đã xác nhận việc này. Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong một livestream ngày 19 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng bà đã bị hành hung, không đúng như những gì mà cơ quan công an đã đưa ra hôm 18 tháng 10. Cũng trong ngày 19 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã nhận đơn đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng của bà Đặng Thị Hàn Ni,
Bà Ni là nhà báo làm việc tại báo Sài Gòn Giải Phóng đã cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng có dấu hiệu của hàng loạt tội danh như vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Từ đó, bà Ni đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương sớm có biện pháp ngăn chặn những hành vi sai trái của bà Hằng và sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hằng để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của bà Hằng trong thời gian vừa qua. Mới nhất là vào sáng ngày 25 tháng 10, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh, đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng về các tội làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tạm gác qua những tình tiết cụ thể của các đơn yêu cầu về dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, nếu nhìn thuần về góc độ tại sao một CEO lại phải đối mặt với quá nhiều xì căng đàn do chính mình chủ động tạo ra, thì đúng là cần ngờ vực về một thuyết âm mưu nào đó cho những cú pháp phe chính trị. Hoặc có thể đơn giản hơn là hướng tới một bản án hôn nhân liên quan đến tài sản mà đôi bên đều là kẻ tám lạng, người nửa cân. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục đọc báo và điểm tin trên TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.